Nhà tù Alcatraz được biết đến một cách rộng rãi là nhà tù khắc nghiệt nhất thế giới từ khi nó được mở cửa vào năm 1934 cho đến khi ngừng hoạt động vào năm 1963. Chắc chắn rồi, nhà tù này trở nên nổi tiếng vì những điều kiện sống tàn khốc và việc trốn thoát khỏi đây được coi là bất cả thi đối với bất kỳ ai. Giống với các nhà tù an ninh tối đa khác, Alcatraz được thành lập để dạy dỗ lại hay đơn giản chỉ là để giam giữ những tù nhân nguy hiểm nhất. Chính vì thế, đa phần các tù nhân đều than phiền rằng điều kiện sống ở đây là phi nhân đạo. nhưng hình phạt nặng nề và đau đớn đã khiến nhiều ông vua lì đòn cũng phải phát điên. Các tù nhân thậm chí còn ví nơi này như địa ngục và họ thà chết còn hơn phải ở lại đây lâu hơn. Nằm ngay ở khơi San Francisco, tiểu bang California, đảo Alcatraz từng được sử dụng làm pháo đài quân sự từ những năm 1850. Tuy nhiên, vào cuối năm 1933, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã tiếp quản nó và họ cho rằng vị trí này rất thích hợp cho những tội phạm tồi tệ nhất của đất nước Mỹ. Sau khi tu sửa các tòa nhà hiện có và xây dựng thêm các tháp canh xung quanh, nhà tù liên bang al đã chính thức được mở cửa đón các vị khách bất đặc dĩ vào tháng 8 năm 1934. Với những tù nhân đầu tiên, chủ yếu là những kẻ sát nhân, những tên cướp ngân hàng và những kẻ làm giả tiền. Ancatra được thiết lập như một biện pháp cuối cùng dành cho những tù nhân chuyên gây rối và cố gắng vượt ngục từ các nhà tù khác. Những kẻ được đánh giá là không còn hy vọng để cải tạo thành công. Mình có thể nói đến các bạn với một số cái tên tiêu biểu như Murchin Gun Kelly, Mickey Cohen, Al Capone. Họ đều từng thụ án tại Ancatra. Chính tại nhà tù này đã khiến sức khỏe tinh thần của Al Capone suy sụp đến mức ông ta phải được chuyển đi nơi khác chỉ sau một năm mở cửa, Ancacha đã có 242 tù nhân và trong suốt 29 năm hoạt động, có tới 1.576 tù nhân đã trải qua cánh cửa của nơi này. hầu hết những tù nhân đã tới nơi này đều có thể kể cho bạn nghe về những điều kiện sống kinh hoàng ở đây. đối với một tù nhân bị giam giữ tại Alcatra, mỗi ngày đều là một cuộc chiến đấu. họ bị nhốt trong những phòng giam chật hẹp có kích thước 2,75m dài, 1,82m rộng và 2,13m cao. Với kích thước như vậy, bạn sẽ có cảm giác mình như được nhốt trong một chiếc lồng tại sở thú. Các tù nhân chỉ có thể thay đổi một vài tư thế rất cơ bản. Tại đây, các tù nhân sẽ chẳng có thứ gì để lấp đầy tâm trí. Họ có rất nhiều thời gian để gặm nhấm nỗi buồn và mong ước được tự do sẽ khiến bất kỳ ai phát điên. Tại đây, các tù nhân bị quản lý bởi một lịch trình nghiêm ngặt. Họ thức dậy vào lúc 6 giờ 30 ăn sáng lúc 6 giờ 55 và làm các công việc như phụ bếp, giặt đổi, may các quân phục trong khoảng thời gian từ 7 giờ 30 đến 16 giờ 15 chiều. Bữa trưa và bữa tối được cấp phát lần lượt vào lúc 11 giờ 20 và 16 giờ 25 với thời gian ăn là 20 phút. Mặc dù các bữa ăn tại Ancatra được cho là dễ chịu nhất trong toàn hệ thống nhà tù nước Mỹ, nhưng bất kỳ loại thức ăn nào bị lãng phí cũng có thể khiến tù nhân bị phạt. Tại Ancatra, các quyền cơ bản của tù nhân chỉ được giới hạn ở thức ăn, quần áo, chỗ ở và phòng chăm sóc y tế. Mọi thứ khác đều được coi là đặc quyền và có thể bị thu hồi nhanh chóng như một sự trừng phạt. Một trong những quy tắc quái đản nhất tại nơi này là cấm tù nhân nói chuyện với bất kỳ vào thời điểm nào, ngay cả trong giờ ăn. Quy định này được áp dụng cho đến khoảng năm 1950, sau đó các tù nhân được phép nói chuyện nhưng chỉ được thì thầm. Sau bữa tối, các tù nhân được hướng dẫn trở về phòng giam và bị khóa lại từ 16 giờ 50 cho đến khi tắt đèn lúc 21 giờ 30. Trong suốt đêm đó, các nhân viên canh ngục sẽ tuần tra các khu nhà giam và không để lại một chút riêng tư nào. Nó về căn phòng của các tù nhân, nó chỉ là một giường, bàn, bồn rửa, bồn cầu và ít đồ đạc khác. Các bồn cầu đều đặt một cách lộ thiên, chính vì thế đã phát ra những mùi hôi khủng khiếp và phải đến năm 1960 tù nhân mới được lắp đặt các vòi nước nóng. Với việc bị nhốt trong phòng giam trong nhiều giờ liền, nguồn giải trí duy nhất của các tù nhân ở đây là sách vở và sau này là một số nhà cụ. Tại đây, thời gian nghỉ ngơi thực sự chỉ diễn ra vào những ngày cuối tuần và nghỉ lễ, khi họ được phép ra sân lớn để hoạt động tối đa 5 giờ để tập thể dục. Nói chuyện tự do và chơi các môn thể thao như bóng chày và cà vua. Với những quy tắc nghiêm ngặt và sự thiếu vắng những quyền tự do cơ bản so với các nhà tù khác, đã trở thành một hình thức tra tấn tâm lý khiến nhiều tù nhân rơi vào trạng thái mất trí. Thậm chí còn có người đã tự cắt ngón tay của mình nhằm mong ước được chuyển đi nơi khác sau đó anh ta được trần đoán là mắc bệnh tâm thần phân liệt và nó có thể xuất phát từ điều kiện sống khắc nghiệt tại nhà tù này chắc chắn các bạn đang tự hỏi rằng vậy hình phạt sẽ dành cho những tù nhân gây rối tại nhà tù này là như thế nào tất nhiên là những gì tinh túy nhất tại ankata sẽ dành cho những tù nhân đó các hình phạt vô nhân đạo của các cai ngục sẽ là những thứ thúc đẩy tù nhân đến giới hạn của họ bất kỳ ai vi phạm kỷ luật sẽ không được phép làm việc mất các đặc quyền và bị giam lỏng trong phòng biệt giam thường là từ 3 đến 19 ngày, tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của hành vi. Tuy nhiên, thực tế là đã có rất nhiều người biệt giam và bị bỏ đói khát trong thời gian dài hơn nhiều. Những tù nhân có hành vi tệ nhất hoặc làm điều gì đó đặc biệt xấu xa sẽ bị giam cho các phòng biệt giam toàn phần. Nó bao gồm 6 phòng, trong đó có 5 phòng chỉ là bồn rửa và bồn cầu, còn phòng tồi tệ nhất thì có một lỗ ở trên sàn là bồn cầu. Các tù nhân sẽ bị lột trần và ném vào trong đó với chỉ hai bữa ăn trong suốt 13 ngày ở trong đó, các bạn không nghe nhầm đâu là hai bữa ăn trong vòng 13 ngày. Còn ở bên ngoài An Cát Trà, tiếng tăm về nhà tù này đã bắt đầu lan truyền đi một cách chóng mặt. Vào năm 1939, khi có một tù nhân đâm chết một tù nhân khác, luật sư của anh ta đã viện lý do là do sự trừng phạt tàn ác và khác thường của nhà tù này đã phải chịu đựng bao gồm 22 tháng biệt giảm sau một vụ vượt ngục từ các nhà tù khác để xin giảm án và tòa án đã đồng ý với lời biện hộ. Như các bạn đã biết, không phải ngẫu nhiên và nhà tù Ancarra được coi là nơi không thể trốn thoát. Mặc dù nơi này có rất nhiều tù nhân cố gắng thoát ra khỏi đây, một trong những vụ nổi tiếng nhất là trận chiến tại Ancarra vào năm 1946, khi 6 tù nhân phối hợp để lấy được súng của các cai ngục và cố gắng chạy trốn ra biển. Tuy nhiên, sau khi lấy được súng và bắt được một số nhân viên cai ngục làm con tin, kế hoạch ban đầu của họ đã không thành công. Thay vào đó, họ đã xông ra khỏi nhà tù trước tiền các tù nhân này đã bắn vào những con tin của họ, sau đó thủy quân lục chiến đã được gọi đến để kiềm chế nhóm tù nhân gây rối. Sau đó, ba trong số 6 tù nhân đầu hàng khi nhận ra cơ hội trốn thoát của họ bằng không. Những ba người còn lại đã tiếp tục chiến đấu suốt gần 2 ngày trước và đã bị bắn chết. Cùng với ba tù nhân, hai nhân viên cai ngục bị sát hại và 14 người khác bị thương. Tuy nhiên, vụ trốn thoát nổi tiếng nhất và có lẽ là duy nhất được cho là thành công đã xảy ra vào tháng 6 năm 1962 ba tù nhân đã dùng các công cụ khác nhau để đào và mở rộng ống thông gió trong suốt 6 tháng. Sau đó, họ đã trèo qua và thoát xuống một khu vực không có người canh gác, nơi họ bắt đầu dựng một cái bè cao su tạm thời. Sau đó, ba người đã làm những cái đầu bằng bột giấy để đặt lên giường với mục đích đánh lừa các nhân viên tuần tra. Vào buổi tối đó, họ đã lên bè và tiến về một hòn đảo cách đó vài dặm. Thật may mắn là vụ trốn thoát này đã không được phát hiện cho đến sáng hôm sau. Khi những cái đầu giả và đường hầm của họ được tìm thấy, một cuộc truy lùng quy mô lớn đã diễn ra, nhưng những người này hay có thể là những thi thể của họ đã không bao giờ được tìm thấy. Chính vì thế, cuộc vườn ngục này đã đi vào lịch sử cuộc trốn thoát duy nhất thành công tại Alcatra. Sau đó, câu chuyện này được truyền thể thành một bộ phim đình đám mang tên Vượt Ngục Alcatra, được ra mắt vào năm 1979. Tổng cộng đã có 36 tù nhân cố trốn thoát khỏi Alcatra, trong đó có 23 người bị bắt và phần còn lại đã bị bắn chết, bị đuối nước hoặc bị mất tích và được coi là đã chết. Sau các cuộc điều tra và vụ trốn thoát vào năm 1962, nhà tù liên bang Alcatraz đã bị đóng cửa vào tháng 3 năm 1963, với lý do chính là chi phí duy trì nhà tù này quá lớn. Alcatraz là nhà tù đắt đỏ nhất ở Mỹ, với chi phí duy trì hoạt động của hoàn đảo lên tới hàng triệu đô la, và chi phí nuôi dưỡng tù nhân còn cao hơn gấp 3 lần so với hầu hết các nhà tù trong đất liền. Hiện tại, nó vẫn là một di tích sống sót còn lại ở ngoài khơi thành phố San Francisco trong nhiều năm cho đến khi được mở cửa lại cho công chúng tham quan như một bảo tàng. Giờ đây, bạn có thể dạo bước trong những hành lang của Alcatraz và nhìn thấy những phòng giam nhỏ bé mà rất nhiều tù nhân đã từng sống ở đây. Đó cũng chính là bằng chứng rõ ràng nhất về nỗi khổ đau đớn đã diễn ra ở đây dành cho các tù nhân. Vậy các bạn đã vừa trải qua một ngày bên trong nhà tù được mệnh danh là siêu bảo mật tại Mỹ. Bạn nghĩ sao về trải nghiệm này? Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận thêm nhiều video hấp dẫn hơn nữa nhé. Nếu các bạn đã xem hết video này mà không để lại một like thì các bạn cũng xứng đáng nhận được một chuyến thăm nhà tù Ancarra ngay và luôn nhá. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.